Vâng, ngày hôm qua Viettel đã chính thức chiến thắng cái cuộc đấu giá để mà phủ sóng mạng 5G Việt Nam. Tao đố thằng Hùng biết là bao nhiêu tiền, Viettel đã thắng với bao nhiêu tiền? 5.000 tỷ. Hơn 7.500 tỷ đồng và dùng trong vòng là 15 năm. Vâng, 7.500 tỷ nói chung thì tôi nghĩ nó chỉ bằng tiền tiêu vặt của tôi trong tầm khoảng là 3 tháng mà thôi. Và nếu các bạn đặt ra một câu hỏi ngay lúc này, đó là điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các nhà mạng ảo Việt Nam. Rồi, hiện tại thì anh em đều biết là tôi là cái thằng bị nghiện mua sim. Đây nhá, tôi có hai cái sim Wintel, một gói là 55.000 và một gói 60.000. Tuy nhiên gói sim Wintel bây giờ nhờ anh em văn phòng đã bỏ. Rồi, thời điểm hiện tại thì với những bạn nào dùng các gói cơ cũ như ở Win55 như mình ấy, thì hôm trước vừa bị ngắt xong và mình đã phải chuyển đổi sim, như bạn thấy không? Đấy, từ ngày 5 tháng 3 không thể gia hạn gói cơ được nữa. Và đây, và thời điểm này nếu bạn lên trang web Wintel ấy thì chúng ta cũng sẽ không còn những gói cước thuở hàng giá rẻ nhá. Tiếp theo, tôi có một cái sim say mê. Đây, tôi hay gọi như thế này, tôi cũng dùng nó đến hạn 1 năm và tôi không gia hạn nữa bởi vì nó sử dụng băng tần của Mobifone mà không thực sự ngon. Rồi, tôi có cả sim của các nhà mạng lớn khỏi phải bàn rồi, từ Vina, Viettel. Và cuối cùng là một cái sim mà tôi đang dùng và được rất nhiều anh em comment trên fanpage của Vinh Xô và cũng như chính kênh YouTube của Vinh Xô kêu rằng cái sim này rất là ngon. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ xem là cái các nhà mạng bây giờ đang lần lượt tăng giá gói cước data thì ảnh hưởng đến chúng ta như nào, và 5G bao giờ chúng ta sẽ có giá rẻ để trải nghiệm. Hiện tại nếu mà nói về các nhà mạng ảo Việt Nam thì chúng ta nhiều vô cùng. Ngoài những cái tên vừa rồi anh em đã quen thuộc, chúng ta còn có Local này, FPT này. Sim FPT thì bên Vật Vờ Studio đã review lên top, anh em có thể xem. Tuy nhiên thì sau khi trải nghiệm rất là nhiều, anh em sẽ thấy sim của Viettel và Vina là những cái sim mà mình thấy cái sự phủ sóng, độ ổn định là ngon nhất. Thì đây là một trong những cái lý do đầu tiên khiến cho nhiều anh em là trung thành và cũng như mình là rất thích sử dụng sim Itel ở cái chỗ là nó sử dụng băng tần hệ thống của Vinaphone. Và bởi vì sử dụng hạ tầng của Vinaphone nên mà cái sự ổn định này, thứ nhất là các bạn có thể chơi game, ping của nó rất là ổn. Đặc biệt là kể cả là trong cái trường hợp mà bị cá mập cắn cáp ấy, anh em chơi tự game kể cả Liên Quân hay PUBG, tất nhiên là không thể đòi mượt như Wi-Fi nhưng mà nó hoàn toàn đảm bảo nhu cầu của chúng ta. Cái số 2 đó là Itel vẫn giữ nguyên gói cước may nhá. Anh em có nhớ rằng cái gói cước này đã ra từ rất là lâu và đặc biệt là cái thời hình như năm ngoái phải mình review, nó tăng gói cước là từ 3GB một ngày thì chúng ta sẽ có thêm lên được là 4GB. Và hiện tại với 77.000 mà anh em muốn có gói cước là 4GB tốc độ cao này, và nó cho phép phát wifi thoải mái nha, tức nghĩa nó phát wifi đến hết cái 4GB đó chứ không bị bó buộc lại là các bạn chỉ được phát bao nhiêu GB. Và thực sự rằng là cái tốc độ hiện tại các nhà mạng liên tục tăng giá gói cước thì trong tương lai mình không chắc, có lẽ chính anh em cũng không biết được là liệu chúng ta còn những gói cước giá rẻ như thế này với mức giá ưu đãi để ta có thể trải nghiệm được như thế không. Và bên cạnh đấy thì chính trên YouTube của mình khi mình livestream, các bạn yêu cầu review gói Itel VIP 6 và VIP 12. Cái này thì mình có tìm hiểu nhưng mà nó hiện tại chưa phải là nhu cầu của mình, bởi vì đây là những cái gói mà chuyên cày YouTube và cũng như Facebook, các bạn sẽ được unlimited thoải mái, được truy cập tốc độ cao với lại hai cái ứng dụng của hai nền tảng này. Hiện tại thì mình không dùng nên nếu mà mình đi du lịch hay đi đâu đó thì chắc sẽ có thời gian làm cho các bạn trải nghiệm xem cái sim nó như thế nào. Vậy chúng ta đi đến một câu hỏi là sắp tới khi mà phổ cập 5G thì điều đó sẽ ảnh hưởng đến những cái giá tiền của các gói cước của chúng ta như thế nào. Thì mình nghĩ rằng là cái đầu tiên là chúng ta sẽ không có 5G đến từ các cái nhà mạng ảo đâu, mà 5G nó sẽ đến từ ba nhà mạng đầu tiên, từ Viettel, Vina hay là Mobifone thôi. Và chúng ta đã biết rõ rồi, đây là cái tên Viettel với 7.500 tỷ đồng. Vâng, một con số rất là khủng khiếp. Bởi vậy nên ngay từ đầu mình nghĩ sẽ không có 5G để cho anh em chúng ta trải nghiệm ở mức giá tốt như những cái sim kiểu mà 77.000 mà các bạn có 4GB tốc độ cao 5G thử mà xem. Anh em có nghĩ là không? Thì mình nghĩ thời gian đầu các nhà mạng lớn sẽ tung ra những gói cước 5G để trải nghiệm ngắn. Nếu như ngày xưa lần đầu tiên có 4G, có rất nhiều gói 4G trải nghiệm giá rất rẻ, nhưng mà về sau là sẽ biến mất hết hoàn toàn thì chuyện này sẽ xảy ra thôi. Và nếu muốn có 5G đối với những nhà mạng như kiểu của Itel hay kể cả nhiều nhà mạng khác thì mình nghĩ phải chờ đợi 1 đến 2 năm khi mà nó phổ cập và có mức giá tốt hơn thì chúng ta mới có thể trải nghiệm ở trên những nhà mạng ảo này. Bên cạnh đó thì mình là một người mua rất nhiều sim. Ví dụ các bạn thấy đây là cái sim Vinaphone. Tại sao mình có cái sim này? Bởi vì rằng đây là một cái sim mình dùng để lắp cho xe ô tô, nó sẽ khác. Mình biết là nhiều anh em so rằng là ui tiền mua mấy cái sim này 77k một tháng, tính là một năm thì sẽ đây các bạn xem trên màn hình chứ mình không biết nhân. Mình chỉ biết chia thôi. Này, các bạn lên đây. Rồi, 8 điểm xin mày cái tuổi. Bởi vì là với cái số tiền đó các bạn mua những cái sim trọn gói 1 năm mà những cái sim rác ở trên mạng ấy nó rẻ hơn. Nhưng những cái sim này đều là sim không chính chủ, bởi vậy nên mình lắp vào xe ô tô thì ví dụ nó chỉ có tác dụng là phát wifi hoặc là để các bạn định vị vị trí dựa trên cái ứng dụng của nó, đúng không? Thì ok. Nhưng khi mà mình dùng những cái sim như kiểu của Itel, các bạn có biết là mình có rất nhiều điện thoại, bởi vì sao? Mình có rất nhiều các kênh YouTube, TikTok khác nhau, mình phải đăng nhập để check hay là up video. Thì khi đó mình cần những cái sim phải chính chủ nhận được OTP bình thường, bởi vì cũng một số sim nhà mạng ảo thì
Mình không nhớ là ngày xưa dùng kiểu là đăng ký OTP nó sẽ bị chậm hoặc có thể nó không nhận, thì cái này nó nhận thoải mái. Nói chung nó là một cái sim chính mà có gói cước data 77k để cho anh em sử dụng. Đấy là cái gói may của họ sẽ 4GB một ngày. Là đến bây giờ anh em đang dùng cái gói cước data của nhà mạng nào? Đâu là cái sim anh dùng mà thấy hài lòng nhất từ trước đến giờ? Anh em cứ comment. Còn hiện tại tôi là một thằng kiểu bị nghiện sim. Nếu bây giờ tôi có khoảng 6 cái sim, trong đó một cái sim Viettel bị mất ấy. Bây giờ tôi cũng chưa làm lại từ cái ngày tôi mất con S23 Ultra, chưa làm lại luôn. Thì các bạn có tiếp tục quay live cho em bè. Và sắp tới mình sẽ review những cái gói cước 5G ở Việt Nam và trải nghiệm 5G xem nó như thế nào cho các bạn coi. Đừng quên subscribe cái video. Hẹn anh em các video lần tới. Nếu hiểu 5G thì mình sẽ đốt cỡ nào nhỉ?